Xin chào anh Mười và các anh chị em có buổi họp ngày hôm nay. Em tên là Văn Hân, thực tập sinh marketing online tại công ty Nam Mỹ. Hôm nay em xin trình bày báo cáo 60G của mình, gồm có 3 mục chính. Đầu tiên là mình sẽ ảnh trên trang lưu về các vòng tay hạch anh như hình trên. Nhờ sự giúp đỡ của leader Thảo mà em đã làm quen được phần mềm WordPress, đã chuyển trang tiếp theo giúp em. Tiếp theo là đăng bài trong WordPress về Inox Phú Thịnh. Và cuối cùng là viết marketing. Và đây là sản phẩm đầu tiên của em. Mục tiêu tiếp theo của em sẽ gửi 1.000 email marketing. Dạ, em xin hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.